Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, Long Beach là tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Mỹ và cả trên thế giới. Nó từng được triển khai trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam với nhiệm vụ rất đặc biệt. Cuối năm 1966, lần đầu tiên Mỹ đã triển khai tuần dương hạm hạt nhân Long Beach CGN-9 sang Việt Nam để tham gia cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Ban đầu, chiếc tàu chiến nguy hiểm này được triển khai tham gia hệ thống hỗ trợ SADA và nhận diện chủ động PIRAT ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Hệ thống này có vai trò phát hiện sớm sự xuất hiện của tiêm kích MiG của không quân Việt Nam, báo động sớm cho phi đội ném bom của Mỹ. Ngoài ra, con tàu này còn cung cấp hoạt động tìm kiếm cứu hộ phi công Mỹ bị bắn rơi trên biển và trên đất liền. Long Beach CGN-9 là chiếc tàu chiến sử dụng động lực hạt nhân đầu tiên được Mỹ chế tạo. Con tàu được khởi đóng ngày 2 tháng 12 năm 1957 tại nhà máy Fall River, bang Massachusetts, hạ thủy ngày 14 tháng 7 năm 1959, gia nhập Hải quân Mỹ vào ngày 9 tháng 9 năm 1961. Long Beach là chiếc tàu duy nhất thuộc lớp cùng tên được chế tạo cho Hải quân Mỹ sử dụng. Ngoài vật liệu thép, người ta cũng dùng tới 450 tấn hợp kim nhôm để tạo nên một trong những chiếc chiến hạm tối tân nhất trên thế giới thời bấy giờ. Tuần dương hạm Long Beach CGN-9 có lượng giãn nước 15.540 tấn, dài 219,84 mét, rộng 21,79 mét, mớm nước 9,32 mét. Trên con tàu được trang bị đến hai lò phản ứng hạt nhân C1W và hai động cơ tua bin khí, cung cấp tổng công suất 80.000 mã lực và hai chân vịt, cho con tàu đạt tốc độ tối đa lên tới 30 hải lý trên một giờ. Tầm hoạt động là vô hạn nhờ năng lượng hạt nhân. Long Beach CGN-9 được thiết kế với phần kiến trúc thượng tầng cực kỳ độc đáo, giống hộp hình vuông. Thực ra cái hộp vuông đó là nơi lắp đặt hệ thống Scanfire, hệ thống radar mạng pha chủ động đầu tiên của Hải quân Mỹ. Scanfire bao gồm radar mạng pha ANSPS-32, cảnh giới đường không, và ANSPS-33 theo dõi mục tiêu, cung cấp độ cao và góc phương vị. Ngoài radar mạng pha, trên tuần dương hạm này còn được trang bị hàng loạt radar khác, bao gồm cảnh giới đường không 3 tham số SPS-48, 2 tham số SPS-49, radar điều khiển hỏa lực tên lửa Talos SPG-49, radar điều khiển hỏa lực tên lửa Terrier SPG-55, anten có màu đen. Tuần dương hạm hạt nhân Long Beach CGN-9 cũng mở đầu cho thiết kế toàn tên lửa, với việc trang bị nhiều loại tên lửa khác nhau dùng cho nhiệm vụ phòng không và chống hạm. Đầu tiên là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung RIM-2 Terrier, được thiết kế để bảo vệ tàu trước các cuộc tập kích đường không. Đạn tên lửa RIM-2 đạt tầm bắn 32 km, độ cao bắn chặn 24 km, trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động, lắp đầu nổ phá mảnh có điều khiển 99 kg hoặc đầu đạn hạt nhân 1 kiloton W-45. Hệ thống phòng thủ thứ hai trên siêu hạm hạt nhân Mỹ là RIM-8 Talos. Tên lửa phòng không hải quân tầm xa được trang bị đầu dẫn radar chủ động pha cuối. So sánh với các tuần dương hạm khác của Nga như là Kirov, rõ ràng Long Beach không sánh bằng. Tuy nhiên nó vẫn được ghi nhận là đi tiên phong trong cuộc cách mạng chế tạo tàu mặt nước chạy bằng động cơ hạt nhân. Phía Mỹ tuyên bố Long Beach bằng tên lửa RIM-8 Talos đã bắn hạ được hai máy bay MiG và không quân nhân dân Việt Nam lần lượt vào tháng 5 và tháng 6 năm 1968. Tên lửa RIM-8 Talos đạt tầm bắn lên tới 185 km, độ cao bắn chặn 24,4 km, sử dụng hệ dẫn đường kết hợp giữa bám sóng vô tuyến và đầu dẫn chủ động pha cuối. Tên lửa lắp đầu nổ nặng 136 kg hoặc đầu đạn hạt nhân từ 2 đến 5 kiloton. Ngoài tên lửa phòng không, tuần dương hạm Long Beach còn được trang bị hệ thống tên lửa chống ngầm AROS với khả năng triển khai ngư lôi và bom chìm tới cự ly 9,1 km. Năm 1980, con tàu trải qua một lần đại tu nâng cấp lớn, triển khai thêm loạt vũ khí mới, bao gồm tên lửa phòng không tầm xa Standard SM-1, tên lửa hành trình Tomahawk chứa trong các hộp phóng, tên lửa chống hạm Harpoon và tổ hợp pháo CIWS Phalan. Do cắt giảm ngân sách quốc phòng đầu những năm 1990, vào tháng 7 năm 1994, con tàu chính thức được cho nghỉ hưu.
Toàn bộ phần thượng tầng được gỡ bỏ cùng lò phản ứng hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân. Tới mùa hè năm 1995, phần thân tàu được kéo về xưởng đóng tàu hải quân Pugetson để xử lý tái chế vật liệu. Tuần dương hàm Long Beach Sigen 9 trong đội hình tác chiến hải quân Mỹ. Sau chiếc Long Beach thì hải quân Mỹ còn đóng thêm 3 chiếc tàu tuần dương hạm hạt nhân khác, bao gồm Charleston, California và Virginia. Ngoài tuần dương hạm, loại máy bay do thám không người lái hiện đại và được Mỹ sử dụng nhiều nhất trong chiến tranh Việt Nam là loại Ryan Firebeam, có khả năng bay tự hành theo dõi lộ trình được lập trình sẵn. Việc cho máy bay có người lái bay vào bầu trời miền Bắc Việt Nam để chụp ảnh do thám giữa ban ngày là một điều quá nguy hiểm, nếu không muốn nói là một nhiệm vụ bất khả thi. Các máy bay không người lái thời bây giờ lại không thể truyền tin theo thời gian thực. Vậy Mỹ phải làm gì để có được các bức ảnh do thám? Câu trả lời rất đơn giản, đó là cử trực thăng đi tóm các máy bay không người lái mà họ đã thả ra trước đó. Sau đó mổ bụng những chiếc máy bay không người lái này để lấy những cuộn phim không ảnh, ghi lại những hình ảnh do thám cực kỳ quan trọng về miền Bắc Việt Nam. Loại máy bay do thám hiện đại được Mỹ sử dụng nhiều nhất trong chiến tranh Việt Nam là loại Ryan Firebeam. Đây là loại máy bay không người lái có khả năng bay tự hành theo lộ trình được lập sẵn. Do không có người điều khiển, máy bay không người lái Ryan Firebeam sẽ chỉ bay theo lộ trình được lập trình sẵn và thường đường bay của nó là đường thẳng chứ không thể bay theo quỹ đạo lòng vòng như những loại máy bay tự hành hiện đại. Để có thể tóm được những máy bay không người lái này, phía Mỹ thường thả Ryan Firebeam tại phía Lào, cho nó bay một đường thẳng từ Tây sang Đông, qua bầu trời Hà Nội và bay ra Biển Đông. Sau khi ra ngoài biển khoảng vài chục km, các trực thăng Mỹ sẽ đón lóng để tóm lấy chiếc máy bay này. Sử dụng một động cơ phản lực, tốc độ bay của Ryan là khá đáng kể. Nó có thể hoàn thành quãng đường bay từ Lào qua Hà Nội tới Biển Đông chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ, tùy vào điều kiện thời tiết. Ưu điểm vượt trội của loại máy bay không người lái này là nó cực kỳ khó bị phát hiện dù bay ở độ cao thấp do nó quá nhỏ. Loại máy bay này nhỏ tới mức không hiển thị trên sóng radar của chúng ta, và cho dù nó có bị bắn hạ thì cũng không có thiệt hại về con người. Thông thường, Ryan Firebeam được triển khai từ cơ cấu phóng trên không. Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt, nó cũng có thể được triển khai từ cơ cấu phóng dưới mặt đất bằng động cơ tên lửa trợ lực. Và tác phẩm của chiếc máy bay không người lái này là những bức hình cực kỳ sắc nét, chi tiết ở độ cao thấp, khiến cho Mỹ có thể có được cái nhìn tổng quát về những mục tiêu không kích của họ, từ đó đưa ra được phương án không kích hiệu quả hơn cho lần sau. Mặc dù vậy, do điều kiện gió chướng và nhiều yếu tố khách quan tác động, Mỹ phải tung ra rất nhiều Ryan Firebeam vì có một số lượng không nhỏ các máy bay bay lệch đường và không bao giờ đến được điểm hẹn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn đến số lượng máy bay Mỹ bị rơi và bị bắn hạ trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh Việt Nam, nó lớn hơn mọi cuộc chiến mà người Mỹ từng tham gia. Không quân Mỹ từng rơi gần 10.000 máy bay trực thăng và máy bay không người lái trên chiến trường Việt Nam. Tổn thất chỉ kém sau chiến tranh thế giới thứ hai và cao hơn mọi cuộc chiến khác mà Mỹ từng tham gia. Trong số đó có tổng cộng 3.744 máy bay Mỹ bị hư hỏng hoặc bị bắn hạ hoàn toàn, bên cạnh 5.607 trực thăng cùng 578 máy bay không người lái. Trong số các máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ ở chiến tranh Việt Nam, có 554 chiếc bị bắn hạ tại miền Bắc Việt Nam, 24 chiếc bị bắn hạ khi đang bay trong không phận của Trung Quốc. Không lực Mỹ thực hiện tổng cộng 5,25 triệu lượt cất cánh trong chiến tranh Việt Nam, khu vực hoạt động chủ yếu ở Việt Nam, Hà Lào và Campuchia. Đổi lại, lực lượng này mất tổng cộng 2.251 chiếc máy bay các loại. Trong số đó có 1.737 chiếc bị rơi khi đang làm nhiệm vụ, 514 chiếc khác bị hư hỏng, không thể khắc phục do tai nạn. Trong số 2.551 máy bay của không quân Mỹ bị hạ, có 2.197 máy bay cánh bằng, số còn lại thì là máy bay trực thăng. Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ lệ, các máy bay Mỹ có tỷ lệ bị bắn hạ khá thấp, chỉ khoảng 0,4 chiếc thiệt hại cho mỗi 1.000 phi vụ, so với tỷ lệ 2 chiếc cho 1.000 phi vụ ở chiến tranh Triều Tiên và 9,7 chiếc cho 1.000 phi vụ ở chiến tranh thế giới thứ hai. Cụ thể, không quân hải quân Mỹ mất 532 máy bay trong chiến đấu, mất 329 máy bay do tai nạn. Tổng cộng có 401 phi công không quân hải quân Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam. Ngoài ra còn có 64 phi công hải quân khác được xếp vào diện mất tích, tuy nhiên được coi là đã hy sinh và không thể tìm thấy xác, bên cạnh 179 phi công bị ta bắt giữ được.
Thậm chí không quân Australia cũng có những tổn thất khá nặng nề tại Việt Nam. Cụ thể là không quân Hoàng gia Australia đã mất 7 máy bay ở miền Nam Việt Nam, chủ yếu là máy bay vận tải. Đống tàn tích biểu trưng cho sức mạnh Mỹ đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Phần lớn các máy bay Mỹ bị bắn hạ trong các phi vụ bắn phá vào khu vực phía Bắc Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội và Hải Phòng, những nơi được coi là có mạng lưới phòng không hiện đại và dày đặc nhất thế giới vào thời bấy giờ. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.